bữa mình Nha Trang luôn. Ờ đây giờ để khó lắm, mới lịch thầy rồi, lịch thầy luôn. Thôi đẩy về chắc đâu giờ chấp rồi. Hello anh em nha. Chào mừng anh em đến với kênh DTD Vlog của mình nha anh em. Thì hiện tại mình đang ở nhà, mình ở nhà chuẩn bị làm anh em. Thì thằng em nó gọi, nó kêu anh ơi cứu em chén, xe em bị hư gì rồi. Thì chiếc ẹt 72+4 xăng cơ bữa mình quay cho anh em xem á. Nó đang cách nhà mình tầm 22 cây nè anh em. Ôi trời, đang chuyển mưa, đang mưa nữa anh em. Mới vừa mưa bay bay văng vô kiến này đầy hết anh em. Thì nó kêu là anh ơi cứu em với, xe em hư, giờ hư dọc đường rồi, mà nó ở trên xa hơn nhà mình nữa anh em. Nó ở về phía trên kia tầm khoảng 40 mấy 50 cây nữa. Giờ mình chạy xuống mình đẩy nó về nhà mình đi, tính đường tiếp theo nha anh em. Thì nó tính là nó ghé nhà mình chơi. Hôm qua nó nói là em chiều em sẽ đi đâu về em ghé nhà anh chơi. Nhưng mà nó chưa kịp ghé nhà mình nữa thì xe nó hư rồi. Nó kêu anh ơi em đen quá, anh xuống anh giúp em ghé đi chứ giờ xe em nó hết nổ rồi. Nó kêu rồi, chắc bị chó xả nữa nè, tại xe chó đi chó xả nè. Xe nó đi chó xả mà máy lớn quá nè, đây dễ nổ thiệt á, nhưng mà nó rủi ro nó cao. Thì chủ lò cũng nói mình hoài, chủ lò nói là xe mà đâm mắc vít đồ anh em, ít khi nào gắn cái đó lắm, nguy hiểm lắm nha anh em. Ông còn kêu mình bỏ đi nữa kìa, mà mình chưa bỏ, mình kêu là thôi để chạy đường đường. Chứ ông kêu xe mà hay đóng cứng ga, xe mà hay dặn cứng ga thì hạn chế gắn vô anh em, gắn cái đó vô ở nhiều khi xui xui nó bung ra cái là khổ á. Tranh thủ mình chạy xuống nó cái mình đẩy nó về nha anh em, trời đang chuẩn bị mưa rồi, đang mưa bay bay rồi anh em. Cây số em nay đang vô mùa mưa cho nên là đi tới đi lui mưa nhiều thiệt. Đi xuống khu này á anh em cũng hơi rén, lâu lâu mình đi mình vẫn hay gặp 7-50 lắm anh em. Mình đi xe lúc nào cũng để xe sạch hết á, đang cứ dính mưa xong bữa sau phải rửa. Hôm qua rửa xe lúc 9 giờ tối, ôi trời ơi bận quá, về 9 giờ bắt đầu mới đẩy xe ra rửa được anh em, thật là vãi chưởng anh em. Qua cái này là địa phận Bình Dương rồi anh em. Nhỏ nhỏ vậy
thôi, chứ mưa lớn quá là thấy ghê luôn. Mình không có cảm báo mưa nữa anh em. Nó kêu lo chạy thôi. Trên mình chưa có mưa mà dưới đây mưa rồi. GoPro mình á, khi mà mình đi quay á anh em, mình không có gắn được cái đồ chống nước, cho nên là mưa to là mình sẽ tắt cam nha anh em. Mưa to là mình sẽ tắt cam, mình không có để được. Wow, mấy anh đi tuần kìa, rất tui. A few moments later. Ngáo ngáo xuống tới gần tới khu nghiệp Bầu Bàng dưới. Em đứng ở đây em la kèo luôn. Vì sao? Nghĩa là nó bị lật thầy. Bên này đâu? Nó bị trang bữa nay trang luôn. Đây nè anh em. Đang mưa anh em ơi. Tính sắp vô đây dưới nước kêu luôn. Cạnh trên đầu. Giờ để khó lắm mới lật thầy rồi. Thôi đẩy về chắc. Đâu giờ nhấp nè. Đâu giờ nhấp nè. Bắt. Kêu trên đây nè. Bung chó xả rồi. Đúng rồi, bị trang bụi đó. Bung chó xả rồi. Lên, đi đẩy về. Trời ơi. Nhìn em nó kìa. Ôi, anh này mà anh quất cá là thôi luôn anh em. Thôi ghê quá. Con này giống bít bun nè anh em. Con này dữ lắm anh em. Lên tư thôi. Tư nữa hả? Thì trên đây chân hành không có đâu. Muốn thì để anh đẩy lên trên tiệm anh luôn. Về anh lấy ba lô đó. Chân hành mạnh quá. Thôi đâu sớm mà. Không sao đâu. Ok giờ mình đẩy nó lên trên tiệm mình cho kiểm tra thử nha anh em. Mình nghĩ là chắc bung chó xả rồi. Nghe cái tiếng giống bung chó xả rồi. Kêu trên cái đầu ghê lắm anh em. Ê chết tôi. Wow trời mưa. Điện thoại không chống nước nha. Trời nó đứng đây mà mình không biết, mình chạy xuống dưới kia tầm 3 cây nữa anh em. Trời lúc mình ngó điện thoại lại thì nó lố quá trời à. Chưa. Cái gì ạ? Thôi để uống đi, anh gọi chị cho. Để không? Được không? Dạ. Đâu để không? Để anh gọi chủ tiệm anh cái. Má báo không có chỗ gác chân để nữa ông nội. Tới đi. Tí kiếm ốc dặn vô đẩy. Đi tới đi. Ghé nhà anh kiếm ốc gắn vô rồi đẩy chứ. Vậy đẩy nguy hiểm lắm. Không được. Để tí về anh có ốc mà. Ở đây bữa anh đi về anh gặp chiếc CB750 cái anh rén luôn. Cái
chơi xe quải không anh em, nên là nếu mà được á thì anh em chơi máy nhỏ thôi, máy tầm 65 cộng thôi rồi được rồi, hoặc là 65 chín zin nữa anh em, nó cũng đủ đi, nhưng mà nó đỡ bị vậy hơn anh em, tại vì cái xe này lực máy nó quá lớn anh em, cái chó sảo nó chịu không nổi, nó quăng đi anh em biết cái độ quăng nó giật giật đi anh em, cái lực máy nó mạnh quá, cái chó sảo nó chịu không nổi, nó dễ bị gãy anh em, dễ bung này lên, nếu mà tí nào bị bung thiệt ra thì khoan bỏ cái chó sảo đi, đi đề không chó sảo đi. Lúc xui anh em, xui xui thì gãy chó xả thôi. Idol thanh tú của anh em đây, gãy chó xả rồi, chắc bung rồi. Đúng bài luôn. Rất là kỷ niệm anh em. Mới là bị gần nhà anh em, gần mình á, chứ mà này là đang đi tour bị nữa khổ lắm, nên là thường đi tour anh em ngán thì không biết trước điều gì đâu nè, chưa chắc xe ông nào ngon không, xe ông nào đâu, xe anh em yếu nhưng mà chưa, nó sẽ nhiều khi nó sẽ bền nữa, xe tụi mình mạnh mạnh vậy nhưng mà chạy nó hơi ghê. Hồi bữa mình đi mình thấy 750 chưa cái khúc trước mặt lại nè, nên là mình hơi rén, rén thiệt luôn. Cái đường này nó trơn thiệt anh em. Hồi nãy mình đang kéo anh em, đầu mình chạy lên cái vạch màu vàng này anh em, nó sạc nứt xe mình qua bên, ghê thiệt sự. Nó sạc cái nứt xe qua con bên nè, bắt đầu mình nổi da gà cái mình phục lại, mình chạy né ra ngoài, mình hết dám chạy lên trên cái vạch màu vàng luôn đi. Lên trên tiệm mình anh em, từ đây về nhà mình là khoảng 9 cây, đi lên tiệm mình khoảng 24 cây nữa, là tổng cộng là 30 mấy cây anh em, 33 cây đuối anh em ha, gần nhà mình thì không có tiệm nào nó được hết anh em, chắc phải lên tiệm mình thôi anh em.
chắc qua thằng bạn anh đi, bạn anh nó cũng làm xe. Trời. Trời ơi. Nó không nổi biết chạy xe không ta? Em tính lên cô dâu. Không muốn cái ông ép đầu vô luôn. Không muốn cái ông ép đầu vô luôn. À, sao nhiều cái ghê quá vậy? Tưởng gớm không? Ghê thiệt chứ. Tới chân thành rồi anh em ạ. Giờ bỏ chó xả thôi, khoan bỏ đi rồi xài lại rồi. Giờ có phải bị chó xả không hay là bị bánh cam? Bánh cam chó xả đó. Có nghĩa là bung chó xả ra. Gỡ bật và chạy được tiếp, khỏi quay góc thôi gì hết á. Góc em sao để vậy luôn. Đó anh bị một lần y vậy mà. Nó bung ra, có khi nó gãy nữa. Bánh cam á, nên cam mới nè. Bị hai lần. Một là tuôn, hai là gãy luôn. Mà lúc anh thấy gãy luôn. Cái chấu hình mỏ cò cong cong nó giữ lại á, nó gãy ra. Đi đi. Hello anh em, giờ mình đẩy nó vô trong chỗ bạn mình, nhờ bạn mình đẩy lên tiệm mọi người ơi. Tại vì mình tới giờ mình phải đi làm anh em, cho nên là không có giúp nó đẩy lên trên tiệm mình là coi quay cho anh em xem được ha. Thì lên đó để mình nhờ chủ tiệm mình quay cho mình ha, để mình gửi tới anh em cho anh em xem coi tình trạng nó bị cái gì. Xe nó bị sao mà tự nhiên nó kêu lên đầu anh em. Thì cái tiếng kêu này mình đoán là cái tiếng kêu chó xả anh em, giống như mọi lần của mình thôi. Nhưng mà nó cũng có thêm một cái tiếng kỳ kỳ nữa anh em, nên mình không biết là phải chó xả hoàn toàn hay không, nên là phải rớt ra mới biết được. Thì thường những cái xe máy lớn á thì anh em hạn chế đi chó xả ha. Thì chó xả nó nguy hiểm đó anh em, mình cũng chưa hay nữa. Tại vì mình xe mình đi cái cũ đề nhỏ anh em, đời nó vẫn hơi nặng, nên là mình cũng chưa có hay được. À, mình chưa có bỏ ra, vẫn để mình đi. Thì hôm bữa mình thấy nó cũng chắc chắn anh em. Cái chó xả của mình là kết hợp giữa TA với lại đít leo, nên là nó đỡ hơn. À, bỏ chân thiệt anh em. Hồi nãy ngồi xuống nó muốn sụp luôn. Đúng bài, chưa đi tour với nhau mà đã có kỷ niệm đẩy xe rồi. Khi đi tour hay có kỷ niệm kéo xe đẩy xe lắm. Như xe đó giờ cột dây kéo nó vẫn ngon hơn em, nhưng mà tại giờ này không nên cột á, nhiều khi gặp thì không có chạy được. Còn dây còn chạy được anh em, thả ra chạy được, cái cột dây là coi như thua. Nghĩa là hai xe dính với nhau hết cách rồi. Thế nên mình sẽ nhờ một người bạn của mình đẩy nó lên nha anh em. Thì bạn mình nó kêu là nó hết ca rồi, nó làm việc nó hết ca rồi.
qua gần gần mình rồi. Mà xe có hư hay gì đó anh em cứ gọi mình, nhiều khi giúp đường mình sẽ giúp anh em ha. Giờ sao? Chỉ làm luôn hả? Ờ, chỉ làm luôn. Làm luôn thì về dòng huyện như bên này có đường. Đúng rồi, chỉ dòng huyện. Đúng rồi, có đường tắt ngay đây, đông qua bây giờ hết rồi. Đi đi Nguyễn Nhân Linh á, nhưng mà ý là Huy giúp nó đẩy em chảnh nha. Đi với bạn anh đi. Đi, đi thẳng. Đèn chớp chớp nha, để nó qua đi đẩy. Huy ơi, để... Biết rồi, nhưng mà để qua đi đẩy. Ừ, ok. Rồi, để bạn mình giúp nó. Chơi xe độ quải anh em ha, hên xui, không biết trước được ha. Giờ mình đi làm anh em ơi, để tí nữa lên mình gọi chủ tiệm mình quay giùm mình cho anh quay xe nó cho anh em xem. Để tí mình sẽ nhờ, chủ tiệm mình quay giùm ha. Rồi, mong là xe anh em nó không có bị hư nặng nha anh em. Mong là chỉ bị xúc chó xả thôi ha. Thì nghe thì giống nhưng mà không biết có sao gì nữa hay không thì không biết. Thì kỹ kỹ cho chắc. Ồ, cái giò mình nó đơ luôn anh em. Nó nặng quá, đẩy nó cứ trôi trôi kỳ kỳ á. Wow. Đơ cái giò là có thiệt. À. Tí mình gọi chủ tiệm sẽ quay lại cho mình sẽ gửi cho anh em xem ha. Ơi chà, giờ đuối quá anh em ơi, đi làm thôi, trễ giờ rồi, tranh thủ chạy nhanh lên đó để mà bấm thẻ cho kịp anh em. Rồi có gì mình sẽ để video tiếp tục cho anh em xem ha, chứ mình không có lên quay được, anh em thông cảm mình nha anh em. Mình đi đây. Lô anh em nha. Rồi mở đi anh. Pha lõi chèo, cái này quay rồi đúng không anh? Ừ, quay rồi. Chỗ số nè. Rồi, chúc mừng. Cái chiếc cũ này. Có đèn hả? Có bị gì vậy? Đều. Đơ rồi đúng không? Mây màu. Tư ơi, thêm bảo không? Quả bảo. Bình thường mà. Nó kêu gì trên đầu ta? Trời, thả đâu kiểm tra. Hay đục lại đồ máy tư. Đục lại đồ máy tí. Nổ đi. Như đâu phải lên ga đâu, đúng không? Đây đâu. Giờ đề phải thấp đó. Ok anh em, thì lúc mà mình nhờ anh em quay á, thì anh em quay nói chung là dùng cái máy GoPro quay nhưng mà không có biết cách chỉnh nữa, thì cái nó bị lỗi á. Thì cái đoạn này là nó không có âm thanh luôn nè, mình edit lại cho anh em xem ha. Thì nói chung cái tình trạng anh em đang nhìn trên màn hình này á, thì xe này nó bị hư cái bạc đạn nha anh em. Bạc đạn của bánh cam nó hư, nó rớt ra bi, mấy viên bi của cái bạc đạn bánh cam á nè, nó rớt hết ở trong máy luôn. Rồi cái bánh cam nó cứ lắc qua lắc lại vậy nè anh em. Khi mà quay tròn á thì nó cái sinh cam lúc căng lúc trùng nên là nó vẫn được nổ máy nha, nó vẫn nổ máy được nhưng mà nó sẽ bị sai thì sai cái kỳ nổ này kia, nên là nghe nó ghê gớm vậy đấy nè. Bây giờ thì mấy ông bắt đầu tháo con ốc bắt chặn cam này nè,
để lấy cái đĩa cam ra và bắt đầu giật cái cây cam ra cho anh em xem. Thì lần đầu tiên mà mình thấy cái tình trạng mà xe nó hư cái bật đèn nặng đến thế này luôn anh em. Tại mọi lần thường chỉ là gãy chó xả hoặc là bị hư sinh cam thôi, còn đợt này nhìn vô cái là thấy quả chẹo luôn. Ông chụp hình ông gửi mình thấy mình hết hồn luôn anh em. Cái cam mà nó rớt hết bật đèn ra, cái bi nó rớt hết bật đèn ra thì cái cam bị lột, bật đèn bị hư và bây giờ phải thay mặt đạn và thay cái cam mới ha. Thì lần này nó đi thay lại cái ESR nha anh em. ESR 4 thì cây này 7 ly. Thì đúng là cái cấu hình máy 72 cộng nổ lên em, thường sẽ đi gối cam cao nó mới đáp ứng được cái ga đuôi ha. Thì xe nó chạy nó mới hút, nó mới phát được anh em. Thì xăng cơ nó khó chịu lắm anh em. Thì làm xong rồi bắt đầu nó dyno lại hết lại, đưa xe xăng cơ lên bàn ha, đo AFR này kia canh chỉnh xăng cộ lại cũng rớt lên rớt xuống. Nó nói mình là làm hết 5 lần canh vít chính vít bét kính bét phụ nữa anh em. Đó anh em nhìn cái cam thấy ghê không, nhìn thấy là khiếp luôn em. Đó anh em nhìn nè, cái bạc đạn của cái cam đấy nó rớt ra luôn đó, bi rồi nó rớt hết vô trong đầu hết anh em, đúng vậy luôn anh em. Thì cái đầu bò thì may là không sao, chỉ hư cò, hư bạc đạn thôi anh em, hư cam lột cam thì bây giờ thay mới lại thôi anh em. Thì bên tiệm mình sẽ tiếp tục chỉnh sửa làm cho ok cho nó anh em ha. Anh em cùng xem nha anh em. Đây, cận cảnh cái cam nha anh em. Rất là quả chè luôn. Cái bạc đạn còn dính, cái lưng trong của bạc đạn còn dính trong cái gói cam. Dòng bi rớt ra như này nè anh em. Bi rớt hết ra ngoài rồi. May mắn là không bị kẹt bộ số. Giờ bắt đầu thay cò hay cam thôi nè. Hello anh em nha. Tiếp tục là chương trình báo đêm khuya. Báo dữ dữ rồi. Hư rồi. Anh xác rồi. Chuyến này về ăn mì tôm nữa rồi. Này 57 dính dinh nha anh em. 57 đi thớt chỗ này thịnh hành lắm rồi. Bữa anh Dương nói vậy đúng không ta? Rồi anh em giờ mình ập đồ vô nha anh em. Anh Ba báo ập đồ vô cho mình nha. Này nha anh em, nhờ tiếp tục quay cam đo nén nha anh em. Thì đang gắn cái dĩa ăn cơm vô, nãy anh thích vậy đó. Nãy anh Tư đang ăn cơm cái gọi anh gấp quá, anh lấy cái dĩa anh bỏ vô luôn. Nhà 65 cộng 4 nha anh em. Anh em nha, giờ mình dyno nha anh em. Dyno. Có sensor rồi đó. Có lỗi sensor. Đây, Sirius úp áo ẹt giờ dyno nha anh em. Có sensor mà. Thank you.
giờ xe mình xong rồi nha anh em, ngon lành nha, bugi đỡ gạch nha. Anh Tư thấy anh em báo được không? Báo vậy được rồi. Anh ngồi cố gắng. Bye bye anh em nha. Không quay xe hả? Có, nè xe giờ im re. Chị giờ chắc rồi.